Nếu bạn đã lựa chọn thì vào một thời điểm chỉ lựa chọn một điều duy nhất thôi. Lựa chọn một cái mục tiêu duy nhất mà nó đang ảnh hưởng lớn nhất tới các khía cạnh khác của cuộc sống của mình. Nếu mình chưa khỏe mạnh thì mình tập trung vào sức khỏe. Và nếu mình chưa có nhiều tiền thì mình tập trung vào mục tiêu gì? Mục tiêu bao nhiêu tiền ấy, con số nó phải rất rõ. Nhưng mà tại thời điểm thì tập trung vào một mục tiêu. Cái điều thứ hai. Cái điều thứ hai là điều rất khó này. Là biết rõ những cái điều gì có thể tạo ra kết quả cho mình. Điều thứ hai này là cái hành trình đi học cùng với tôi. Cái hành trình bạn xem kênh YouTube của tôi để tìm ra những điều có ích cho mục tiêu của mình. Tôi sẽ nói về ma trận Rumsfeld bây giờ. Rumsfeld. Rồi. Và các cái khóa học khác nhau của tôi hay những bài nói chuyện miễn phí của tôi trên YouTube đều nhằm các bạn tới cái số 2 là biết rõ điều gì tạo ra kết quả. Tôi lấy một ví dụ ở đây để cho các bạn dễ hình dung hơn. Hãy giả sử bạn là một người lái xe taxi hoặc là lái xe ô tô. Bạn cần đi từ Hà Nội, từ trung tâm Hà Nội, từ Tháp Rùa đến với ngoại ô này là Thiên Đường Bảo Sơn. Bạn có một chiếc ô tô, ta gọi nó là phương tiện. Bạn cần có những hành động để đưa chiếc xe tới được đây. Hành động thứ nhất đó là kiểm tra xe có hoạt động được hay không. Nổ máy không, có điện không, đủ xăng không. Và nếu nó không hoạt động gọi thợ sửa, nếu không đủ xăng thì đi đổ xăng. Đó là những hành động tạo ra kết quả. Điều thứ hai, đó là những hành động liên tục bao gồm đạp ga khi điều kiện cho phép, đạp phanh khi phía trước có vật cản hoặc tín hiệu giao thông. Những điều này cứ lặp đi lặp lại. Và khi bạn muốn sang trái, xoay vô lăng sang trái, muốn sang phải, xoay vô lăng sang phải, rẽ trái, bật xi nhan trái, rẽ phải, bật xi nhan phải. Đó là tất cả những gì những ta gọi là những hành động có ích để đưa chiếc xe đến đây. Bạn phải ghi ví dụ về thì mới phân tích được. Đây ta gọi là những hành động có ích. Điều thứ ba là phải có bảng đo lường và theo dõi. Ví dụ như mặt táp lô ô tô của bạn, nó hiển thị số km đã đi hay là tốc độ hiện tại của bạn. Cũng có thể bạn đang dùng bản đồ, nó dẫn đường cho bạn đi cho đúng đường hay không. Và khi bạn rẽ sai đường, nó vẽ lại lộ trình mới để bạn đi. Cái công tác nhìn vào bản đồ này ta gọi là kiểm tra và đánh giá. Kiểm tra xem có đúng đường không, đánh giá xem có đúng đường không. Kiểm tra, đánh giá, điều chỉnh. Bước thứ tư là cần cổ vũ liên tục, tạo ra một cái không khí khẩn trương và năng lượng. Ví dụ bạn đi ô tô, bạn có thể mở radio kênh tần số 91 MHz, hoặc là bạn có thể mở nhạc để du dương theo điệu nhạc. Chúng ta có các cái playlist trên Spotify, ví dụ như là Music Listen In Car, ví dụ như vậy, là nhạc nghe trong xe hơi. Như vậy, bốn cái bước này rất quan trọng. Tôi nói lại, bước 1, xác định rõ mục tiêu. Bước 2, xác định rõ hành động. Bước 3, xác định đo lường và kiểm tra. Bước 4 là cổ vũ để tiến lên. Đấy là bốn cái bước, bốn cái nhóm hành động để cho mọi cái điều được diễn ra. Tôi lấy ví dụ về kinh doanh cho các anh chị em dễ hình dung nữa. Một ví dụ khác về bốn cái bước thực thi này. Một là xác định rõ ở đây là mục tiêu tài chính. Ví dụ, lấy một cái mục tiêu tài chính. Tôi sẽ nâng lợi nhuận của doanh nghiệp tôi từ 2 tỷ đồng 2023 lên 3 tỷ đồng 2024. Đây là một mục tiêu đầy đủ, bao gồm mục tiêu cũ và mục tiêu mới. Và hàng ngày dán nó lên, chỉ nhìn vào mục tiêu này thôi. Điều thứ hai, những hành động có ích có thể giúp chúng ta tiến tới mục tiêu này. Ví dụ, một, tăng cường tiếp cận khách hàng tiềm năng trên Facebook thêm 20%. Đấy cũng là các cái mục tiêu đo lường được, những cái hành động bằng cách sản xuất thêm, đây chính là những hành động có ích này, bằng cách sản xuất thêm video và tăng ngân sách quảng cáo. Đấy, ví dụ như vậy.
tăng ngân sách quảng cáo. Hành động tiếp theo này, hành động tiếp theo để tăng được lợi nhuận này. Tăng giá trị trung bình đơn hàng thêm 20% bằng cách, để lúc nào cũng phải có mục tiêu và hành động đi kèm. Ví dụ bằng cách này, bằng cách tìm kiếm thêm các sản phẩm mới để kết hợp với những sản phẩm hiện tại, tạo thành các gói combo mới. Và khi đi học thì chúng ta cứ thấy các cái hành động này thì chúng ta phải hiểu nó giúp chúng ta điều gì. Rồi tiếp theo này, tăng cường tỷ lệ quay trở lại mua hàng thêm 20% bằng cách tuyển thêm nhân sự chăm sóc khách hàng sau bán hàng. Rồi tiếp theo này, tăng tỷ lệ lợi nhuận thêm 10%. Lấy ví dụ thôi, các anh chị cứ ghi rồi. Tăng tỷ lệ lợi nhuận thêm 10% bằng cách đàm phán với nhà cung cấp để có giá tốt hơn. Tôi lấy một cái ví dụ như vậy, đó là các hành động cần làm. Bước thứ ba, cái nội dung thứ ba đấy là cần có một cái bảng tài chính hiển thị lợi nhuận đã đạt tính tới thời điểm hiện tại, ta gọi là year to date, so sánh với kế hoạch 3 tỷ đã đề ra. Rồi cái bước thứ tư là cổ vũ và ăn mừng này. Bước thứ tư, hàng tuần có phiên họp với đội nhóm marketing và bán hàng, đánh giá những điều tốt đã làm được, những việc cần hoàn thành trong tuần. Đấy, thì đấy là một cái ví dụ để chúng ta làm việc mà tiết kiệm năng lượng. Ở đây nó sẽ phát sinh, quay lại cái mục số 2, tức là những hành động cần làm đấy. Vậy thì đây là những hành động cần làm, và nếu chúng ta rõ ràng về những hành động cần làm thì mọi người sẽ cùng làm trong những hành động này và loại bỏ đi những hành động không làm, không có trong danh mục này. Lấy ví dụ như vừa rồi, lướt mạng xã hội xem TikTok là không có trong cái bảng này. Vậy nếu không có trong bảng này thì mình làm thế nào? Một là ta loại bỏ là cách dễ nhất rồi. Hai là ta phải điều chỉnh lại và đưa nó vào trong bảng kế hoạch hành động. Ví dụ hôm nay ta đi học về, ta thấy có một cái hành động mới ta chưa từng biết trước đây, thì bây giờ ta phải đưa vào đây để ta làm. Rồi bây giờ quay lại cái ma trận vừa rồi, chúng ta sẽ có nhiều hành động, thì các bạn lên làm một cái bảng như thế này tại văn phòng. Nếu các bạn có văn phòng riêng thì làm tại văn phòng, còn nếu các bạn đang đi học thì làm tại cái phòng học tập của mình cái bảng này. Khi chuẩn bị làm một cái điều gì đó thì lấy một cái tờ giấy nốt ghi cái hành động nó xuống. Ví dụ đang ngồi này, Long ơi, cà phê đi. Thì mình ghi là đi cà phê với A. Xong mình cầm cái tờ giấy đó, mình đưa nó vào một trong bốn cái ô này. Việc đi cà phê có khẩn cấp không các anh chị? À, việc đi cà phê nếu nó khẩn cấp thì đưa theo trục bên trái, nếu nó không khẩn cấp thì đưa sang trục bên phải. Đánh giá thêm nó có quan trọng không? Tự nhiên có ông thằng giới đến hỡi gọi là Long ơi đi cà phê. Thì theo các bạn cái câu chuyện này nó có quan trọng không? Không, không quan trọng, không khẩn cấp, đưa vào đâu? Đưa vào ô số mấy? Số 4. Thì lúc đó khi mình đã đưa nó vào số 4 rồi thì mình nói gì? Không bận, tôi không bận, tôi không đi. Chúng ta làm theo nguyên tắc số 0% kia là không làm, tôi không làm. Tôi từ chối làm, nói thẳng luôn là tôi không đi. 3 lần không đi nó không gọi mình nữa. Tiếp theo này, bố ốm nằm bệnh viện. Thế nằm ở đâu? Có khẩn cấp không? Có quan trọng không? Có quan trọng, có khẩn cấp, có quan trọng. 50-50. Nhưng mà mình có chữa được không? Không, chữa được thì mình đã chữa rồi. Thì nó là khẩn cấp và quan trọng. Nhưng mà không phải là quan trọng với... Quan trọng là về mặt tình nghĩa, tình cảm, sức khỏe. Nhưng mà không phải quan trọng về mặt hành động. Cho nên tôi ủy quyền. Một là cử người ở Hoàng đi đón về. Hai là đưa vào viện thì gọi cho những người có thể điều tiết được cái việc đó. Ba là phải đi lên để xem là sáng nay bác sĩ khám thế nào để có kết luận. Ví dụ vậy. Như vậy thì có những cái việc khẩn cấp và quan trọng thì ta phải làm ngay. Ví dụ như là người bệnh phải cấp cứu là việc khẩn cấp quan trọng rồi. Quan trọng nhưng mà không khẩn cấp. Ví dụ lên kế hoạch đi xuyên
Á, xuyên Đông Nam Á trong 2024. Thì đấy có phải là việc khẩn cấp không? Không, việc đi chơi không bao giờ là khẩn cấp. Nhưng có quan trọng không? Quan trọng, nó là những chuyến đi lịch sử của đời người nên nó quan trọng. Quan trọng không khẩn cấp thì trì hoãn nó lại, lên kế hoạch sau. Tất nhiên là tôi cũng đã vẽ xong cái lộ trình vào cái khoảng thời gian nào đó rồi. Khẩn cấp nhưng mà không quan trọng thì có rất là nhiều. Khẩn cấp nhưng không quan trọng thì rất là nhiều. Lấy ví dụ khẩn cấp nhưng không quan trọng. Thả con chó ra, nó chạy ra giữa nhà làm bãi thì có khẩn cấp không? Có chứ. Nó quá khẩn cấp nên với mình ấy, chó đi ở giữa nhà là khẩn cấp chứ đấy. Nhưng mà nó có quan trọng không? Không quan trọng, thằng nào dọn chẳng được. Phải gọi thằng đi dọn ngay. Thế thì số 4 là có rất là nhiều việc mà chúng ta phải loại bỏ nó ra khỏi cuộc sống của chúng ta. Vậy từ nay bạn làm cái bảng này. Trong ngày có những việc gì cần làm, viết hết nó ra. Xong rồi dán nó lên. Thì lúc đầu tiên nó có thể nằm ở ô 1. Nhưng mà nhiều trường hợp từ 1 nó lại chuyển qua 2, chuyển qua 3, chuyển qua 4. Thì cái sơ đồ này giúp bạn loại bỏ công việc để đưa nó vào ô số 0 là không làm gì cả. Như vậy trong ô này chỉ còn lại mỗi 1 là bạn làm thôi. 2 thì từ từ làm. Còn 3, 4 là ủy quyền cho người khác làm. 3 là ủy quyền, 4 là bỏ đi. Đối với những cái việc không quan trọng, bỏ đi, đừng làm nữa, tiết kiệm thời gian. Người ta thống kê thế này, 80% thời gian của bạn rơi vào ô 3 và ô 4. Sau khi bạn loại bỏ đi hầu hết mọi việc thì nó không còn tốn thời gian của bạn nữa. Có cái câu nói thế này, bạn có thể thuê mọi người làm hầu hết mọi việc trừ việc tập thể dục. Bạn có thể thuê mọi người làm hầu hết mọi việc trừ tập thể dục. Chạy chưa? Thuê người khác làm việc để mình đi chạy. Thế đấy là cái cách đầu tiên để bạn làm. Như vậy tôi vừa chia sẻ với các bạn hai cái mô đun sau đây. Mô đun thứ nhất có tên gọi là 4 nguyên tắc thực thi. Mô đun thứ hai là ma trận Eisenhower. Kết hợp hai phương pháp này lại với nhau, bạn sẽ loại bỏ hầu hết những hành động không có ích trong cuộc đời của mình. Tôi thường được bạn bè nói như thế này. Từ hồi mày giàu, mày coi anh em chẳng ra gì. Có nghe câu này quen không anh em? Quen. Nhưng mà thực ra tôi mới ngẫm trong đầu, tôi không dám nói ra sợ mọi người xung quanh, bạn bè cũ nó tổn thương. Thì tôi nói rằng là thực ra là vì không chơi cùng bọn mày thì tao vẫn phải chơi cùng bọn khác thôi. Thật sự nó là như thế. Nhưng mà chơi cùng bọn mày thì mãi nghèo như bọn mày, nên phải chơi cùng bọn khác. Cho nên bảo là không chơi là không đúng, mà tao chỉ chơi với ai thôi. Thì cái hành trình này cũng là một cái hành trình biến đổi rất là nhiều. Tôi sẽ nói về một mối quan hệ sau đây. Chúng ta ai cũng bận hết, kể cả ngủ cũng bận phải không anh chị em? Kể cả đi massage cũng bận phải không ạ? Bởi vì đó là những cái sự lựa chọn. Khi chúng ta lựa chọn một việc này thì chúng ta không còn lựa chọn việc kia nữa. Và tất cả cái việc lựa chọn đó, chúng ta đang đánh giá nó ở cái mức độ là quan trọng hoặc không quan trọng mà thôi. Quan trọng thì ta làm, không quan trọng thì ta không làm. Tuy nhiên, đây mới là bí mật của cái sơ đồ này. Đó là vì bạn không liệt kê hết tất cả các hành động cần làm ra trước khi bạn làm. Cho nên hành động nào xảy đến thì bạn làm. Nếu cái hành động xảy đến vào thời điểm đó thì thường chỉ có một hành động. Cho nên bạn thường bận ngay lúc đó rồi nên không còn thời gian để suy nghĩ nữa. Ví dụ bạn không có việc gì làm cho nên bạn ngồi đánh cờ mà bạn vốn là ham đánh cờ. Thì lúc đó mọi thông điệp bên ngoài bạn cắt hết rồi, bạn còn tín hiệu nữa đâu mà nghe nữa. Cho nên bạn không xác định được việc đâu là quan trọng, việc không quan trọng. Cho nên cái bí mật ở đây là phải liệt kê xuống tất cả mọi cái hành động bạn định làm. Và nếu bổ sung thêm hành động phải liệt kê vào. Sau đó mới đánh giá và so sánh xem cái gì là quan trọng, cái gì là không quan trọng. Còn nếu chỉ liệt kê được quá ít các hành động thì sau này bạn lại cứ điền vào một cách ngẫu nhiên và không so sánh. Bao nhiêu trong số các anh chị ở đây đang vận hành công việc kinh doanh của riêng mình, giơ cao tay lên, làm chủ doanh nghiệp đấy. Ồ, cảm ơn các anh chị. Tôi bày cho các anh chị cách làm như thế này và tôi vẫn hàng năm vẫn làm vào ngày đầu năm. Đó là thế này ạ, là nhân sự, mọi người sẽ viết ra tất cả những nhiệm vụ, những hành động mà cô ta hoặc anh ta phải làm trong cái doanh nghiệp này, tại cái doanh nghiệp này, trong 8 tiếng ở đây.
mọi người đều phải biết ra, biết ra hết. Tôi sẽ lấy một cái ví dụ, cái cô quản lý văn phòng của tôi điều anh kế toán xuống dưới nhận hàng. Lương anh kế toán đang khoảng 10 triệu đi, lương cô văn phòng đang 6 triệu. Ta lấy ví dụ như vậy. Và cái hành động anh kế toán chạy xuống đi nhận hàng được đắt tiền gấp rưỡi cái hành động cô văn phòng xuống dưới nhận hàng, có phải không anh chị? Và hỏi cô văn phòng sao mày điều nó, bảo tại em bận. Mày đang bận gì đấy? Không nói và không có câu trả lời. Cho nên anh kế toán không được phép đi nhận hàng thay cô văn phòng. Tôi không trả lương cho anh đi nhận hàng hộ, tôi trả lương cho anh để kiểm soát các con số. Có đúng không các anh? Và nếu không có cái điều này, vì cái cô văn phòng là cô quản trị văn phòng, cô ấy nhiều tuổi, cô ấy át vía mấy thằng trẻ. Mấy thằng trẻ nó làm sản xuất nội dung, nó ngồi sáng tạo, nó ngồi nó ghét chân lên bàn, nó các đầu ra sau ghế, nó ngồi nó nghĩ. Mày ra kia đi mua cho chị con gà trưa nay về liên hoan. Nó bé nó ơn tuổi chị, lớn thì nói nó nghe. Nhưng nó bảo là công việc làm sáng tạo mà bây giờ đi xách gà sáng tạo mẹ gì nữa thì là buổi chiều khởi động lại cũng hết luôn. Thế là đấy là một cái ví dụ là tại sao chúng ta cũng phải quản trị cái năng lượng này ở khắp văn phòng của chúng ta. Trong nhà cũng vậy thôi. Mình là người sáng tạo nội dung, mình đang live stream gì à? Rất hoành tráng, hồi mới đang có tí men vào người đang live stream. Thằng con nó ra rút mẹ dây điện của mình ra, máy của mình đang hết pin, nó rút dây điện vào để nó vào nó sạc iPad nó chơi game. Đối với nó chơi game thì quan trọng bậc nhất rồi. Còn đối với bố, live stream là lúc bố đang bận không làm gì được con. Bố mình đang live stream rồi thì mình làm gì được nó nữa. Nó biết đúng điểm yếu của mình ra nó phá mình. Lúc này mình muốn cho nó một bài học tắt live stream. Thế mà hôm đấy không biết ông nào xem live stream không, tôi lại chưa kịp tắt live stream lại cho nó một bài học. Lên luôn live stream quả đấy. Lúc tôi cầm điện thoại lên tôi mới phát hiện ra là tôi đang live stream bài học này cho cả thiên hạ xem. Thế thì cái việc ở đây là xác định lại đâu là việc quan trọng, đâu là việc không quan trọng, đâu là việc khẩn cấp, đâu là việc không khẩn cấp. Và thứ hai, đâu là việc trong hành động cần làm và đâu là hành động không được phép làm. Trong nhân sự tại doanh nghiệp cũng vậy. Anh ta có nghĩa vụ làm việc này thì anh ta sẽ không làm việc khác. Nếu bạn điều một tên đi quay phim thì sẽ không còn thời gian biên tập nội dung nữa. Nếu bạn điều một tay làm marketing đi nhận giao nhận hàng là coi như hôm đấy mình mất rất nhiều tiền vì mất khách. Cho nên đấy là cái việc mà chúng ta phải tập trung năng lượng. Vừa rồi tôi nói với các bạn về một cái module quan trọng có tên gọi là sự tập trung sẽ đem lại sức mạnh. Sự tập trung sẽ mang lại sức mạnh, mang lại năng lượng. Để giải quyết được vấn đề tập trung, tôi đưa hai cái mô hình. Mô hình thứ nhất có tên gọi là 4DX, 4DX hay còn gọi là 4 nguyên tắc thực thi. 4 nguyên tắc thực thi giúp chúng ta tập trung rõ ràng vào mục tiêu và xác định các hành động, đo lường các hành động và cổ vũ cho những hành động đạt hiệu quả. Bên cạnh đó, tôi đưa cho các anh chị mô hình Eisenhower là mô hình đánh giá cấp độ quan trọng và khẩn cấp của hành vi để quyết định và đưa ra những lựa chọn. Một, rất quan trọng và khẩn cấp thì chính bạn sẽ làm nó. Hai, quan trọng ít khẩn cấp, bạn sẽ trì hoãn và để dành khi nào có thời gian thì làm. Ba, khẩn cấp không quan trọng, ủy quyền cho người khác để làm. Và bốn, không khẩn cấp, không quan trọng thì bạn loại bỏ nó đi và không bao giờ làm nó nữa, từ chối và dũng cảm nói không. Bằng việc ứng dụng hai mô hình này và kết hợp với nhau, chúng ta sẽ xác định rõ những hành động chúng ta cần làm để đạt được mục tiêu trong cuộc sống của mình. Mục tiêu là gì và những hành động nào thì chúng ta sẽ tiếp tục học ở trong những phần tiếp theo. Chúc mừng bạn đã xem hết video cùng với Phạm Thành Long. Để không bỏ lỡ những video tiếp theo, hãy bấm vào nút đăng ký hình tròn ở giữa màn hình hoặc có thể xem những video tiếp theo ở bên tay trái hoặc bên tay phải. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.